10 phòng mà cho được như đây rồi. Bây giờ người ta không có chia được, chú chia cho người ta, người ta không chia được, không lấy. Một giấy tờ mà 40 người mà chia được nhiêu đó đồ, người ta ăn bằng chữ gì? Mỗi phòng một quả su su thì ăn bằng cái gì? Mấy chú mới biết đường, biết là người người ta, người dân người ta khổ rồi, mấy chú mà cười quá. Mười phòng mà cho được nhiêu đây đồ? Nếu mỗi người là một quả su su, mỗi người một quả su su. Mỗi phòng là một quả su su anh ạ. Mỗi phòng hả? Em cứ bảo là mỗi phòng một quả su su, chị cứ bảo là thôi anh cầm qua bên kia cho bên kia luôn đi. Nhưng mà nó bảo là không lấy thì thôi tao mang về hết. Nó dùng cái từ ngữ như vậy đó. Xong bắt đầu nó bảo đi đi thì bảo là mấy anh cầm dao xuống anh bổ đôi ra chia cho người ta, chứ nhà em không chia được, em không biết chia thứ gì. Bây giờ này còn không lấy thì khổ ghê đó. Đó. Phát đã chửi. 10 phòng mà được nhiêu đây thì ăn gì? Em đồng ý. Bây giờ như nào nên nhà em là khó chia, em bảo bây giờ bọn em là đủ ăn, bọn em không lấy. Rồi ok, bọn em không lấy, bây giờ bọn em gửi lại cho chú bộ trưởng. Để vài phát cho những người khó hơn. Mấy người ta nhường đấy, người ta nhường á, tôi không lấy nữa. Nhường lại cho những người khó khăn hơn đi. Đúng á, phong cái vụ này là 33 thì đúng, người ta sẽ hát. Không phải là không phát. Nói chú đến này, từ hôm 22 giờ nhà cháu được 7 kg gạo, 7 bánh mì. Thì bây giờ nó hôm qua chú phát đồ cháu mới hỏi, chưa chú phát đồ cháu hỏi là nhà cháu có không, chú bảo là không có. Em đồng ý, em không ý kiến, em không xin bản thân em. Nhưng mà nó đưa ra. Tất cả người dân người ở chợ đây là em nói thẳng thắng với chú này, không bao giờ mà chợ được nhà nước cấp giấy họ xong cái ngày hôm nay. Từ hôm 22 tháng 8 đồng cấp giờ quay lại đúng một lần thứ nhất. Lần này lần thứ hai mà phát cho người ta như thế, người ta ăn bằng cái gì? Nhân khẩu một phòng người ta bốn người. Một cửa ra hết ba đi. Đừng phải ta chứ. Nhà nước hỗ trợ 10 phòng trọ em mà được có 5 phần đồ ăn như thế này à? Mà còn nói không lấy thì người ta mang về. Từ thiện nhé. Còn đây là phần lương thực hỗ trợ thêm cho mỗi một phòng trọ. Chúng ta cho mỗi người một quả su su mà đổ đếm sạch sạch sạch. Đây là giấy trọ của nhà em đây. 37 phòng được nhiêu đây đồ ăn. Đây khổ ghê. Đấy mọi người đây. Nè trốn hả? Chị Dung chỉ nói là ít quá sao mà chia mấy thằng đi phát mấy thằng nhỏ kia đó bảo là không lấy thì tôi mang về. Nói chuyện nó không đàng hoàng, cho đồ mà chửi rồi đó. Quay cho người ta biết. Dân người ta cũng đâu có nỗi khổ lắm đâu. Mà khổ quá, người nào khổ quá thì cho người ta đi. Cho đàng hoàng, cho mà chửi. Đâu, càng ngày tôi không ăn.
với đảng cả vùng cả bắc chứ không phải là người của phường xã đâu. Thôi bà con mình vào. Đấy được rồi. Anh gửi lại. Chúng ta đi vào đi. Đây chỗ ở này không thấy đói. Đói bao nhiêu ra đây. Làm gì đâu mà anh giải thích rồi, bây giờ là giữ ít chỉ có 50% thôi. Thì lần này xong rồi. Em hỏi anh này, nếu mà nói đúng ra, em hôm qua em hỏi bác có bảo cái này là em hỏi cái chủ nhà không có, bác có bảo chủ nhà không có, ra thì ba không có, em không phải là con người anh à? Em cũng đông cứng quá cả trận nào. Bây giờ là đúng không? Nhưng mà anh phải nói câu thế này này, chủ nhà mình có điều kiện hơn nhờ cái nhà trọ trước, em chấp nhận cái câu đó, chứ đừng có nói là chủ nhà không có. Đúng rồi. Chủ nhà không được và ca thứ ba không được. Không được đúng không? Phải nói là không được đúng không? Không có đúng không? Không có lần này chưa có, mai mốt sẽ có. Đúng không? Không có chấp nhận đúng không? Lần này là chưa được phòng trọ là một này. Gia đình thực sự là khó khăn. Thì em nói rồi, em chỉ nói như thế thôi. Nó là nhà thôi, không thôi. Bây giờ chú cho cháu gửi lại người. Mà quà nhà thông giờ người ta không có gửi lại quà của người phòng người đó. Vì tại vì không chia đâu, chú cứ trở lại. Không chia được mai lại bổ sung 50% nữa. Mai 50% thì mai anh khỏi ghé luôn cũng được nữa. Tại vì trong mai chú khỏi ghé luôn cũng được. Khỏi ghé cho luôn cũng được nữa. Anh về anh cho mấy thằng lính anh trên xe nãy đi. Vậy thôi. Nói vậy thôi. Sao chia cái này chưa biết chia sao đây này. Làm giống như là bố thí hiệu khổ. Phần quà đây. Cái giấy trợ cho chị Dung trả lại 5 phần quà. 10 phòng. Mỗi phần có chia đó, 10 phòng người ta không có. Cháu ăn vào rồi, nhưng người ta bảo là bây giờ không chia được. Bây giờ người ta chia cũng gì? Cháu chia cái này. Cái này là chỉ có 50 phần quà. Ai lấy thì mai không có cái phần quà đó. Mai thêm 1 năm nữa mới là 1 phần. Cháu nói thật là bây giờ chỉ có ở đây là có mỗi cái khu phố, cái khẩu này nó như vậy thôi. Còn cháu thấy là nhiều người ta đăng lên không có bao giờ có cái 50% như thế. Ở bên cầu ông bố nhà gì em là mỗi người là một phần. Một phần luôn này. Bình thường chứ không biết được chứ cho. Còn bên này là mỗi phòng một phần mà được chút xíu. Là còn chia đôi mỗi phòng nửa phần nữa chứ. Nếu như gia đình thắc mắc là lên thị trường. Chú không có quyền chú cho. Đâu phải của chú đâu mà chú cho mà chú nhận sao. Chú nhận sao là chú về. Rửa chia làm sao đây đây. Cháu hỏi chú là một phòng là cho một quả su su ăn cái gì? Cháu hỏi chú cái đấy thôi. Cháu mang tới nhà cháu nó bảo là đem ra mất chỗ đó 10 quả su su đi. Rồi hả mang qua bên nhà bên này. Cháu bảo anh cầm cả bên đấy bên nhà tôi không có cần. Một quả su su ăn cái gì? Nói chuyện mà bảo nó vứt à? Cho đồ ăn mà bảo vứt ở đấy. Mẹ gì ở đây? Thôi chú cho ở cái đấy về cho cháu đấy. Thôi cho phòng trò là cháu. Vậy thì chờ đi, cái nào đủ một phần đi thì phát luôn thế. Chú đừng có nói là chủ trọ, mà nói người ở trọ. Là người ở trọ. Đúng không? Biết rõ ra vậy. Là người ở trọ, tao muốn nhận một phần, tao muốn nhận 50%. Chú trọ, chủ nhà có được cái gì đâu. Mà nếu chú phải nói sao được với thời gian. Nói lúc cho nó đó. Chú ta lấy. Đó, chú nghe, mà ta không phải là không lấy. Mà ta nói là chú chia từng phần, ví dụ là cái đó là một cái cho chú cứ chia ra. Đấy, cái giấy trọ hôm qua bên kia đánh nhau về chia đồ ăn đấy chú ạ. À. Giấy trọ bên kia kìa. Không phải là chẳng cho nó ăn, tôi nói nhưng mà tôi nói là tôi
Hello, hello, em tắt lại đây. Đi bà Tám livestream một tí chia đồ và còn bị chửi. Hả? À, đúng rồi, like cho mọi người biết chứ nhà. Chia đồ và ném cho mấy củ su su ra, ai lấy được lấy. Mỗi phòng được có một củ su su thì ăn cái gì, khổ người ta. Nhầm.